Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Bao hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới tất cả quý khách hàng đang quan tâm theo dõi về các cái video đồ thờ cúng tâm linh. Thì hôm nay cơ sở xin chia sẻ tới tất cả quý khách hàng một bộ sản phẩm, đó là bộ chấp kích. Hiện nay nhiều người đang thắc mắc giữa chấp kích và bát biểu không biết tên gọi, thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị có thể biết được tên gọi. Bộ chấp kích là bộ gồm có 8 binh khí, còn bộ bát biểu là gồm có 10, 2 biển và 8 bát, nó là 10 món, chưa kể giá. Và trên màn hình các bạn đang xem đây, bát biểu thì chúng tôi đang kê trên hè, và bộ chấp kích thì chúng tôi đang dựng 8 binh khí đây. Và toàn bộ được đục tay thủ công, kênh bong 100%. Bộ chấp kích này là bộ gồm có 8 binh khí và một giá rồng. Giá rồng thì dáng hình rẻ quạt, chân là chân nghê và dạ đục hổ phù, có tầng cổ long trúc ở phía dưới. Và toàn bộ các cái thân cây binh khí này chúng tôi sẽ thông báo luôn các cái thông số kích thước chi tiết để cho quý khách tham khảo. Đây cũng là một bộ chúng tôi làm cho gia đình nhà anh Hòa, anh ở Nghệ An, cúng tiến vào đình thuộc Quỳnh Lưu, Nghệ An. Và bộ chấp kích gồm có 8 món binh khí chúng tôi sẽ giới thiệu luôn. Binh khí đầu tiên đó là binh khí số 1, tính từ trái qua phải, đó là thanh long đao, có kích thước là 2m21, chưa kể giá. Binh khí số 2 đó là binh khí chùy, có kích thước là 2m02. Binh khí số 3 là vòng lửa, có kích thước là 2m. Binh khí số 4 là mãng sầm mâu, 2m11. Binh khí số 5 là long trượng, 2m17. Binh khí số 6 là phượng hoàng lửa, 2m. Và binh khí số 7 là long ngư, 2m17. Binh khí số 8 cũng là thanh long đao với kích thước là 2m21. Và chiều cao tổng thể của bộ binh khí này chúng tôi làm cao 2m60, và chiều rộng cả đế là 2m4. Trước đây chúng tôi đã làm cho đình ở Quảng Yên, Quảng Ninh và đình Sân Chồ thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Thì hôm nay chúng tôi lại vinh dự được dựng xong bộ chấp kích bán về để cúng tiến vào đình ở Nghệ An. Thì mọi chi tiết về các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh, quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi là đơn vị sản xuất trực tiếp, không qua trung gian. Chúng tôi làm được gì giới thiệu đó. Và toàn bộ các cái lượt tương tác tới cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh là toàn bộ tự nhiên, không can thiệp Google AdSense hay là SEO, cũng như là các cái bộ phận quảng cáo. Chúng tôi trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới tất cả quý khách hàng và các cái thông số chi tiết do cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh làm ra để đáp ứng tới người dùng một cách thực tế nhất. Toàn bộ các cái giá rồng chúng tôi đã làm 3 thanh xà cong và phía dưới chúng tôi đục dạ hổ phù, và rồng là rồng thật. Và các cái thanh xà chúng tôi có điểm các cái mắt trúc, sau này khi sơn son thép vàng lên trông rất là đẹp và bắt mắt. Chúng tôi liên tục cải tiến mẫu để các cơ sở không thể nhái được hàng của chúng tôi. Và bên trên là chúng tôi có các cái hàm long, khi mà chúng ta nối vào các cái phần binh khí. Trên mình các bạn đang chiêm ngưỡng đây là 8 binh khí, tượng trưng cho các cái sức mạnh mà các cái dũng tướng của thời xưa ra trận: thanh long đao, chùy, vòng lửa, mãng sầm mâu, long trượng, long ngư, phượng hoàng lửa, thanh long đao. Đã được cơ sở đồ gỗ Yên Lanh tái hiện lại trên nền chất liệu gỗ, đó là gỗ mita. Gỗ mita gắn liền với đồ thờ cúng tâm linh rất là nhiều, nó rất là bền. Bộ chấp kích hay còn gọi là bộ 8 binh khí hay còn gọi là bộ bát khí, và được kê trong cái không gian thờ tự cỡ lớn.
như đình chùa hay là các cái nhà thờ tư gia lớn thì nên dùng bộ chấp kích như này. Bộ chấp kích như này nó còn có ý nghĩa đó là trừ tà sát quỷ, và được kê ngay ở cái không gian khi chúng ta bước qua cửa là sẽ đến ngay bộ chấp kích, và phải vòng qua bộ chấp kích thì chúng ta sẽ mới đến được các cái bàn thờ để nó trừ tà sát quỷ khi mà chúng ta đưa vào lễ an vị đồ thờ cúng tâm linh. Đây là bộ hàng đặt hàng kỹ. Quý khách lưu ý, quý khách hãy bỏ ra từ 3 tới 5 phút để theo dõi các cái thông số kích thước chi tiết của bộ chấp kích. Cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành rất là vinh dự khi được làm các cái bộ chấp kích bát biểu hay ngựa thờ cho tất cả các cái đình thờ chùa lớn trên toàn quốc. Đồ gỗ Hiền Lành bàn giao và lắp đặt trên toàn quốc qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thắc mắc gì về các cái sản phẩm đồ gỗ đồ thờ cúng tâm linh, quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ giải đáp các cái thắc mắc. Quý khách có thể bình luận ở phía dưới video thì chúng tôi sẽ trả lời bình luận của quý vị. Nhiều người đang chưa biết được cái tên gọi thì quý khách hãy xem qua video này thì quý khách sẽ biết được các cái tên gọi của các cái binh khí. Binh khí này gắn liền với các cái nhà quan, nhà tướng, và khi thờ thì chúng ta tưởng nhớ tới công ơn của những người đã mang lại vinh hoa cho vùng quê. Đó là các cái tướng lĩnh đã hy sinh và để lại các cái bộ binh khí để chúng ta thờ tự. Các cái bộ binh khí này chúng ta thường thấy ở các cái đình chùa lớn. Nó sẽ có các cái bộ binh khí như này, khác với bát biểu. Bát biểu là thờ bên quan văn, nó liên quan đến cầm kỳ thi họa hay là đàn ca sáo nhị. Còn nếu nói về chấp kích là về binh khí, quý khách có nhu cầu làm binh khí, quý khách liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Yên Lanh để được các cái giá gốc. Đồ gỗ Yên Lanh cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Xin cảm ơn.